đầu tiên cho phép Mua gửi lời chào đến quý ban giám khảo, quý thầy cô, quý anh chị và toàn thể các bạn thí sinh ngày hôm nay ạ. Như các bạn đã biết thì sự cạn kiệt nguồn tài nguyên, nguyên liệu hóa thạch cũng như là vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nó khiến chúng ta phải suy nghĩ làm sao để phát triển và sử dụng nhiều nguồn năng lượng bền vững như năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Song song với việc sử dụng và phát triển những nguồn năng lượng này thì việc sản xuất và phát triển một thiết bị cho phép lưu trữ và sử dụng những nguồn năng lượng này một cách hiệu quả cũng là một vấn đề cần được quan tâm. Và đó là lý do chúng tôi cho ra đời dự án pin bỏ trống. Dự án ra đời giải quyết được những vấn đề như sau. Thứ nhất là về ô nhiễm môi trường, thì việc thay thế carbon rapid, thay thế từ những nguyên liệu hóa thạch bằng nguyên liệu mới là silica được đun nấu từ vỏ trấu làm giảm thiểu khả năng ô nhiễm môi trường. Thứ hai là việc liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường giúp rút ngắn thời gian chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm, cũng như là việc tận dụng nguồn nhân lực tại nhà trường và cung cấp cái việc làm đúng chuyên ngành cho những các bạn sinh viên ở trong trường. Bên cạnh đó có thể nói là cái dự án này ra đời thì chúng tôi có thể tự tin mà nói là chúng tôi đang đi tắt đón đầu trong công nghệ pin sạc lithium đầu tiên tại Việt Nam. Và mục tiêu hướng đến cuối cùng của chúng tôi là làm sao để tăng thêm thu nhập cho người nông dân và tăng thêm cái nền nông nghiệp lúa nước của nước nhà. Về phần cấu tạo của pin thì chúng ta có thể thấy là với cực âm là thay thế silica bởi rapid carbon, và cực dương là thay thế hoàn toàn những cái kim loại nặng và độc hại trong môi trường như là nickel, cobalt bằng những cái kim loại thân thiện với môi trường như là silic hoặc là sắt, hoàn toàn không gây ô nhiễm môi trường. Và một điều đáng tự hào có thể kể đến ở đây là phòng thí nghiệm hóa lý ứng dụng của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là phòng thí nghiệm đầu tiên trên cả nước công bố dòng pin sạc đầu tiên tại Việt Nam. Và trong giai đoạn 2017 đến 2018 thì 2019 thì chúng tôi đã có những cái nghiệm thu khá khả quan về việc phát triển cái dòng pin sạc đầu tiên tại Việt Nam. Và chúng tôi xây dựng kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm của chúng tôi dựa trên 5 nhiệm vụ chiến lược như sau. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là hoàn thành hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ về, thứ nhất là quy trình sản xuất công nghiệp cho pin sạc, và thứ hai là công nghệ sản xuất pin sạc lithium từ vỏ trấu. Và tiếp theo là chúng tôi sẽ thương mại thử nghiệm sản phẩm trên thị trường. Tiếp đó là chúng tôi xây dựng quy trình sản xuất công nghiệp dành cho pin sạc và đưa sản phẩm thương mại thành công trên thị trường nhờ vào sự kết nối với các nhà đầu tư, và cụ thể là chúng tôi cần các nhà đầu tư đồng hành cùng chúng tôi 20 tỷ đồng để đưa sản phẩm ra thị trường. Và việc làm cuối cùng là thương mại thành công sản phẩm trên thị trường, phát triển marketing cho R&D và đẩy mạnh branding. Thì chúng tôi định vị mình như là một cái đơn vị để kết nối với các cái phòng, với kết nối với phòng thí nghiệm trọng điểm và đạt chuẩn và ISO. Và sản phẩm mà chúng tôi đưa lên thị trường là pin cúc áo 4V và pin sạc túi sạc và nó có cái đặc tính là nó được thiết kế và sản xuất theo cái quy mô công nghiệp, theo kiểu dáng công nghiệp phù hợp với đặc tính riêng của từng sản phẩm. Và chúng tôi định vị khách hàng mục tiêu của chúng tôi là những đơn vị doanh nghiệp vừa và lớn hoạt động ở trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng và là những startup công nghệ. Và hiện nay ở trên thị trường thì thị trường năng lượng đang hoạt động rất sôi nổi, và song song với đó thì tại thị trường Việt Nam chỉ riêng phân khúc là sản phẩm pin sơ cấp và pin sạc dành cho PC, laptop, pin sạc dành cho điện thoại thì thị trường đã có tổng dung lượng là 600 triệu đô. Cụ thể là một sản phẩm pin sạc lithium dạng túi được bày bán trên thị trường với mức giá 38 đô, cũng cùng mức giá tương tự thì một sản phẩm pin sạc Green Power được bày bán thì chúng tôi có lợi nhuận là 65%. Tuy nhiên tại thị trường nội địa chúng tôi có những cái lợi thế như sau. Đầu tiên là chúng tôi có lợi thế về mặt thuế phí, không tốn thuế phí. Thứ hai, chúng tôi chưa có đối thủ cạnh tranh, và thứ ba là chúng tôi độc quyền công nghệ. Do đó chúng tôi định hướng là đưa ra thị trường với cái mức giá cho dòng pin túi này là 30 đô và chúng tôi sẽ đạt được lợi nhuận ít nhất là 30%, là 50%. Và chúng tôi xây dựng tầm nhìn gắn liền với 5 nhiệm vụ chiến lược. Từ đây cho đến năm 2022, chúng tôi sẽ phải hoàn thiện được mô hình thương mại hóa thử nghiệm sản phẩm và đạt đầy đủ những cái yếu tố sau đây. Yếu tố đầu tiên mà chúng tôi cam kết đảm bảo là về mặt dung lượng, tiếp theo về mặt tuổi thọ, về độ an toàn và về kiểu dáng công nghiệp. Định hướng từ năm 2022 đến năm 2025, chúng tôi sẽ phải hoàn thiện được xây dựng
quy trình công nghiệp để sản xuất pin sạc và đồng thời đưa ra thị trường sản phẩm với dung lượng sản xuất là 1 triệu sản phẩm trong vòng 1 tháng. Và tới năm 2025, chúng tôi quyết tâm sẽ đạt được 5% quy mô thị trường pin sạc nội địa. Và để làm được như vậy thì chúng tôi sẽ sử dụng 20 tỷ đầu tư ra sao? Chúng tôi sẽ sử dụng 8 tỷ để đầu tư vào trang thiết bị để sản xuất thử 20 tỷ và 12 tỷ còn lại chúng tôi để sản xuất quy trình công nghiệp đưa ra thị trường. Và chúng tôi có đối tác chiến lược là công ty Pinaco. Chúng tôi nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm tại phòng thí nghiệm hóa lý ứng dụng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xong cùng với hai phó giáo sư là người trực tiếp xin kinh phí để thực hiện đề tài, 5 thạc sĩ và 2 học viên cao học. Và đến với VNIC thì chúng tôi ngoài việc mang đến một cái sản phẩm năng lượng hữu ích thì còn muốn truyền tải một cái thông điệp là cùng nhau sử dụng năng lượng sạch để xây dựng một cộng đồng bền vững. Xin được cảm ơn đội viên Green Power. So với cả các cái dòng pin hiện tại trên thị trường như thế nào? Dạ, chào giám khảo ạ. Đầu tiên thì cái ưu điểm của pin chúng em sử dụng pin ngoài thị trường là dòng pin của em là pin thứ cấp, có thể sạc lại, có thể sử dụng nhiều lần ạ. Và cái tụi em có thể khả năng là thiết kế cái giá thành mà sản xuất ra thì nó có đắt hơn so với cả những cái công nghệ hiện tại nhất phổ biến thị trường không? Cái giá thành mà sản xuất ra thì nó rẻ hơn so với giá thành trên thị trường. Thì cụ thể là một viên pin mà chúng em sản xuất ra dành cho pin túi thì cái mức về tổng chi phí mà chúng em đưa ra là 15 đô so với một cái pin đang thị trường đang được bán ra thị trường với mức giá là 38 đô thì tức là lợi nhuận nếu tụi em bán 38 đô là 25 đô. Anh trong cái file mà anh có đọc thì bọn em cũng đang tiếp cận một loạt các cái quỹ thì cái phản ứng của họ như là các quỹ của Vingroup và thứ thì hiện nay thì họ phản ứng về cái đề tài của em ra sao? Hiện tại thì tụi em đang tiếp cận các quỹ đầu tư với kết quả khá khả quan và tại Vintech City thì chúng em đang hoàn thiện hồ sơ đến giai đoạn 2 ạ. Khá khả quan, nghĩa là gì anh là giai đoạn nào ạ? Dạ, giai đoạn 2 ạ. Chuẩn bị nhận tiền chưa? Dạ, em hy vọng sau cuộc thi này với sức truyền tải thì Vintech City sẽ nhanh chóng rót vốn cho dự án của chúng em. Okay. Tương tự câu hỏi của anh Steven, tôi sẽ hỏi thêm về Pinaco là các em đã hợp tác với Pinaco chưa hay là đây là kế hoạch của em sẽ thực hiện tác? Dạ, về đơn vị Pinaco là chúng em đã hợp tác với Pinaco rồi ạ. Đối tác chiến lược, hợp tác chiến lược ở những lĩnh vực nào trên Pinaco sẽ hỗ trợ cho bọn em cái gì? Dạ, hiện tại là tụi em đang test sản phẩm cho Pinaco, tức là sản phẩm của Pinaco nếu muốn thương mại ra một cái hãng xe như chẳng hạn như Ford hoặc là Mercedes thì cái ắc quy của Pinaco phải được test qua một cái đơn vị thứ ba có chuyên môn về khoa học và tại đơn vị của tụi em là một đơn vị như vậy và hiện tại Pinaco đang test ắc quy tại đơn vị của chúng em thì do đó là nhờ cái mối quan hệ hợp tác như vậy thì chúng em đang nhờ đến Pinaco hỗ trợ đưa ra thị trường dòng pin thứ cấp sản xuất trên quy mô công nghiệp. Chị hiểu là đang có quan hệ hợp tác ở lĩnh vực khác cũng trong ngành pin và ắc quy của em và việc hợp tác trong dự án này của các em thì là sẽ đề xuất đúng không? Và câu hỏi tiếp theo là vậy thì cái thành phẩm của em, là sản phẩm của em ra thị trường ấy, nó dưới thương hiệu của Pinaco à?
Dạ không ạ. Dòng pin hiện tại Pinaco đang dòng những cái dòng sản phẩm Pinaco đang thương mại trên thị trường là dòng pin sơ cấp hoặc là dòng ắc quy sơ cấp, tức là chỉ có thể dùng một lần hết hạn rồi không thể sử dụng nữa mà mình phải đi xử lý. Còn đối với sản phẩm pin của tụi em như đã đề cập lúc nãy là dòng pin thứ cấp, tức là có thể sạc lại sau khi sử dụng và sử dụng nhiều lần. Đấy, như một cái anh muốn hỏi về cái thành phẩm ấy, thì bọn em xác định chiến lược cái sản phẩm khi mà bán ra thì nó sẽ là cái dòng pin nào. Vì ở đây thì bọn em có sản xuất mẫu là cái pin quy áo đúng không? Thế thì cái này nó sẽ là sản phẩm chiến lược hay là một cái sản phẩm cụ thể nào bọn em nghĩ là sẽ kinh doanh tốt nhất? Cụ thể là cái case activity mà tụi em sẽ thực hiện đó là chính là thiết kế và sản xuất pin theo kiểu dáng công nghiệp mà các đơn vị doanh nghiệp yêu cầu đặt hàng cho chúng em. Do đó là chúng em định hướng hiện tại thì trên thị trường cái dòng pin nó đang chiếm cái thị phần nhiều nhất là dòng pin túi. Do đó là chúng em định hướng sẽ tập trung chủ yếu sản xuất theo dòng pin túi. Chắc một chút là em nói là năm 19 là nghiệm thu sản phẩm, tức là đã có một sản phẩm hoàn chỉnh. Thế thì lúc đấy em tính cái cơ cấu giá thành sản phẩm đấy thì là trên cơ sở ước tính hay là thế nào, hay là trao đổi với Pinaco hay là một đơn vị đang sản xuất pin để có thể tính toán con số đó? Trên những cái giá thành về sản phẩm và chi phí nguyên vật liệu, tổng cái chi phí đưa ra là chi phí thực tế trên một đơn vị sản phẩm thử nghiệm, sản xuất thử nghiệm. Và nghiệm thu đây tức là về tính năng mọi thứ, về cả cái interactivity, tức là khả năng sạc lại đã kiểm tra được rồi. Dạ, là nghiệm thu khoa học tại Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi cuối cùng của chị là tụi em đã đăng ký cái bản quyền trí tuệ chưa? Dạ, tụi em đang trong giai đoạn đăng ký sở hữu trí tuệ về hai quy trình mà chúng em nộp hồ sơ chưa? Dạ, để em đã nộp hồ sơ rồi. Cho em khoảng bốn bạn mà đang đứng trên sân khấu này thì bọn em thế mạnh là gì, là những nhà khoa học hay là thế mạnh về marketing kinh doanh? Dạ, tụi em thì xuất thân từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên nên tụi em cũng có nghiêng về cái mảng là nghiên cứu khoa học. Đồng thời với đó là tụi em cũng đang học hỏi và đang đi theo hướng marketing để hoàn thiện bản thân hơn, để cho dự án nó càng ngày phát triển hơn. Tức là những cái này là công nghệ là bọn em trực tiếp nghiên cứu đúng không? Dạ, tụi em là trực tiếp là cộng tác viên để hỗ trợ những cái thầy cô để nghiên cứu ra những cái sản phẩm. Cảm ơn đội Cherry Tower vì phần thi vô cùng xuất sắc.